Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng máy chiếu mới nhất của Optoma, và cũng là dòng máy chiếu có giá rẻ nhất của Optoma hiện nay. Đó là máy chiếu Optoma PS330. Chúng ta ngay từ đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy các thông số kỹ thuật phía bên ngoài của máy. Đó là độ sáng 3300 lumen, độ tương phản là 20.000:1 và độ phân giải là SVGA 800x600. Bây giờ chúng ta hãy cùng khuôn máy và tìm hiểu phía bên trong. Với dòng máy chiếu Optoma này thì chúng ta sẽ tặng kèm luôn một cái túi sách thương hiệu Optoma. Các bạn có thể thấy là này, tông màu chủ đạo của Optoma vẫn là màu đen, trừ một số dòng cao cấp HD thì đôi khi hay có màu trắng, các cái dòng phổ thông thì luôn là có màu đen. Nhìn phía bên ngoài chúng ta có thể thấy được là cái vỏ máy thiết kế khá là chắc chắn. Các cái cổng kết nối thông thường thì được chuyển sang phía bên trái thay vì là phía đằng sau, thì bây giờ chúng ta thấy các cổng kết nối bên trái. Ở đây chúng ta có thể thấy tất cả các cổng kết nối cơ bản như là cổng VGA, bây giờ chúng ta có thể thấy hai cổng VGA và cổng video, cổng S video là những cổng truyền thống nhất. Khác với những dòng trước thì dòng Optoma PS330 lần này cũng tích hợp thêm cổng USB mini. USB mini này thì cái cổng này nó có một cái tác dụng mà chúng ta thường không để ý đến, đó là cái tác dụng kết nối với laptop để sử dụng cái chức năng lật trang ở trên cái remote. Như vậy thì chúng ta đã tốn tiền mua thêm một cái bút trình chiếu, thay vì chúng ta có thể sử dụng cái remote theo máy để làm cái bút trình chiếu. Ở trên remote thì các bạn lưu ý, có thông thường cũng có hai cái nút là up và down, thì khi mà chúng ta sử dụng cái nút này làm bút trình chiếu thì hai cái nút này có tác dụng là lật trang trước và sau hoặc là lên xuống. Đó là cái tác dụng cơ bản của cổng USB mini. Ống kính của máy cũng được thiết kế sâu phía bên trong vỏ, giúp có khả năng bảo vệ ống kính khi mà chúng ta mang đi hoặc là chúng ta bỏ vào dụng cụ, thì ống kính cũng sẽ không bị tác động từ phía bên ngoài vào. Các cái phím bấm cũng được thiết kế khá đầy đủ bên trên thân máy này, giúp chúng ta có thể dễ dàng thao tác và sử dụng những cái chức năng cơ bản như là phím menu, phím trợ giúp và hai cái phím chỉnh khí tông. Sau khi tham khảo thì chúng tôi có một số nhận xét chung về cái dòng máy này như sau. Với độ sáng được mang lên từ 3.000 đến 3.300 lumen, thì đây là một dòng máy có giá rẻ nhất hiện nay của Optoma, với độ sáng khá cao, có thể thích hợp cho chúng ta trình chiếu trong những môi trường có nhiều ánh sáng như văn phòng lớn hoặc là hội trường, thậm chí chúng ta cũng có thể sử dụng một chiếu những cái nhà đường lớn ở trường đại học. Cái thứ hai là cái vỏ máy thiết kế khá là chắc chắn, nếu chúng ta có hay mang đi thì trường hợp mà có va đập nhẹ cũng không ảnh hưởng gì đến máy. Và một cái ưu điểm rất là quan trọng, đó là cái tuổi thọ bóng đèn tăng lên đến 10.000 giờ, giúp chúng ta kéo dài thời gian khai thác và sử dụng máy này. Với mức giá bán thì khoảng từ 7.500.000 đồng, chúng ta có thể hoàn toàn sở hữu một máy Optoma PS330 thời gian bảo hành 24 tháng cho thân máy và 12 tháng cho bóng đèn. Các bạn có thể tham khảo thêm các thông tin kỹ thuật của máy Optoma trên trang web vnpc.com.vn và đặt các câu hỏi để được chuyên gia của chúng tôi trợ giúp.
cảm ơn và chào tạm biệt. To give this way.